Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Tối 16 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, bị chốt kiểm tra của Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Thời điểm này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại chốt kiểm tra nên đã đến hỏi han trò chuyện với người đàn ông này về lý do uống rượu. Người đàn ông trình bày tên là S, làm nghề thợ xây, quê ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cuối ngày làm việc, ông được chủ nhà mời uống rượu nhưng do quá chén nên quên đường về nhà. Người đàn ông trình bày với tổ công tác là mình bị mất phương hướng, lạc đường đến 3 lần nên mới đi vào đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh và bị tổ cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tại đây phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Trước tình huống này, sau khi hỏi han người đàn ông, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhắc nhở người đàn ông là không nên uống rượu khi tham gia giao thông vì sẽ nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác. Đại tá Nguyễn Hồng Phong đề nghị người đàn ông gọi điện thoại cho người thân đến đón về nhà để đảm bảo an toàn. Tiếp thu đề nghị này, ngay sau đó người đàn ông lấy điện thoại ra gọi cho người thân. Tiếp đó đưa điện thoại nhờ một nữ cán bộ cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh gọi người thân đến đường Hàm Nghi để đón về nhà. Ngay sau đó một thời gian ngắn, người thân đã có mặt tại chốt kiểm tra và chờ người đàn ông về nhà. Đoạn clip trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng. Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sự việc trên xảy ra vào tối ngày 16 tháng 1, trời mưa lạnh. Khi đó, ông đang cùng tổ công tác của Công an thành phố Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi. Người đàn ông chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và rất hợp tác, chất phác, thật thà trình bày lý do uống rượu. Trường hợp này nếu đo nồng độ cồn sẽ bị xử phạt hành chính khoảng 7-8 triệu đồng, trong khi người này rất khó khăn. Tôi nhận thấy việc xử lý cũng cần phải nhân văn, vì trong các vụ án hình sự còn cho hưởng khoan hồng chứ nói gì đến hành chính. Trong lĩnh vực hành chính thì có sự phạt tiền và phạt cảnh cáo. Do vậy, tôi đã yêu cầu cấp dưới không đo nồng độ cồn đối với bác ấy và yêu cầu người này gọi điện cho người thân xuống để trở về, nhằm đảm bảo an toàn. Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết, theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, mặc dù không đo nồng độ cồn đối với người đàn ông, nhưng ông sẽ yêu cầu công an địa phương mời người này đến làm việc để kiểm điểm, nhắc nhở và có hình thức răn đe, cảnh báo xử lý phù hợp. Đến ngày 17 tháng 1, Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã mời ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1974, trú tại thôn Tân Tiến, lên trụ sở để làm việc, viết bản kiểm điểm và nhắc nhở, tuyên truyền cho người này nắm rõ hành vi vi phạm nồng độ cồn của mình khi tham gia giao thông. Tạm thời, Công an xã Tân Lâm Hương đã yêu cầu ông S viết bản kiểm điểm và ký cam kết sẽ không tái phạm, đặc biệt là khi tham gia giao thông không được uống rượu bia. Ông S hiện có vợ và hai con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông S cho biết bản thân làm nghề thợ xây được hơn 10 năm nay. Tối 16 tháng 1, sau khi kết thúc buổi làm việc xây dựng nhà ở cho một người dân cùng xã Tân Lâm Hương, ông được chủ nhà mời ở lại ăn tối và uống rượu. Trên đường đi xe máy về nhà thì ông S bị mất phương hướng, sau đó đi lạc xuống khu vực tuyến đường Hàm Nghi, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Ông S bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại chốt đo nồng độ cồn yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Qua sự việc trên, ông S cũng mong mọi người khi đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối không được lái xe vì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có ngày nghỉ, trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông, vi phạm trật tự giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép. Lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định, các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong dịp nghỉ Tết, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định. Hà Nội chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra, ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo có phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với các cơ quan liên quan không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, cảng hàng không, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị, trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại, hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao, xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ra soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường do địa phương quản lý. Các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải, tổ chức bán vé tàu, xe trực tiếp cho công nhân, người lao động và sinh viên về quê đón Tết. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông, tổ chức trực, phân công người có thẩm quyền trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!